Và kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình một chủ đề gọi là yêu. Tình yêu luôn luôn là một chủ đề đã tạo nên rất nhiều cảm hứng cho những nhà thi sĩ, những nhà thơ làm nên những cái tác phẩm, những sáng tác của họ. Giống như nhà thơ Nguyên Sa đã đặt câu hỏi về tình yêu, đó là có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió yêu thương. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một giọng hát thật nồng nàn để gợi lại những cái giai điệu, những cái cung điệu của tình yêu. Xin mời quý vị chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu sau đây. Hồ Lệ Thu xin thân mến chào quý vị khán giả rất là thân thương đêm nay. Tình yêu mình không còn nữa, mình hãy chia tay nhau đi. Hãy chia tay nhau để cuộc tình mình sẽ mãi mãi đẹp trong kỷ niệm mà thôi. Tình yêu đó đã cho em bao sầu đau. Tình yêu đó đã cuốn em đi sâu lạc lối. Chìm trong nỗi xót xa bên rượu men kia đắng cay, hay chính em ngây thơ ngày xưa đừng vội trao người. Nhìn mong tôi cô đơn em ơi, hay chính em đổi thay. Dù rằng em bên anh nhưng trái tim không thuộc về anh. Ngoài kia gió bét vang, cõi lòng em như nát tan. Hãy góp cho đêm nay, cho cuộc tình lần nữa. Và ta hãy chia tay nhau như một giấc mơ chân tan. Hãy để em ra đi, tìm hạnh phúc riêng của em. Ngàn nỗi đau vây quanh em, hãy giúp em quên đi ngày tháng.
mai kia không bên nhau sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Một lần cuối cho đêm nay, hãy để em xa đi, cho em trọn một giấc mơ. Đừng yêu kéo chi anh ơi, sẽ làm khó thêm đời nhau. Ngày mai kia không bên nhau sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Một lần cuối cho đêm nay, hãy để em xa đi, cho em trọn giấc mơ. Một lần cuối cho đêm nay, hãy để em ra đi, cho em trọn một giấc mơ. Hãy để cho em ra đi, hãy để cho em ra đi. Thank you tất cả các tình yêu của Lệ Thu đêm nay.